có biết TikToker võ nữ ngân hà không nhỉ? Video ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thông tin thú vị về hot TikToker này đấy. Võ nữ ngân hà là ai? Vì sao dạo gần đây cái tên võ nữ ngân hà lại liên tục bị nhắc đến? Hãy cùng chị Kính khám phá ngay về idol này nào. Get go! Câu 1. Võ nữ ngân hà là ai bạn nhỉ? Là người bên trái hay là người bên phải? Có nhiều bạn nghĩ rằng võ nữ ngân hà chính là ngân hà chùm đất Bắc. Vì đã là chùm đất Bắc thì phải có võ, lại còn là con gái nên được gọi với cái tên khác là võ nữ ngân hà. Nhưng mà không phải nha các bạn ơi, võ nữ ngân hà là một TikToker khác biệt hoàn toàn và cũng vô cùng nổi tiếng. Ngân hà chùm đất Bắc, ai có nhiều fan hơn đấy? Chú chóa, anh em fan ngân hà chùm đất Bắc chiến thế nhỏ, comment muốn nổ cái kênh của tôi luôn rồi. Ok ok, ai mà chiến lại với chùm đất Bắc chứ? Hiện ngân hà chùm đất Bắc đã có hơn 6,3 triệu fan, còn võ nữ ngân hà thì có hơn 4,7 triệu fan đấy nhé. Em đang có ai đợi rồi, nhiều điều anh vẫn muốn nói. Em bảo rằng thôi, có lẽ em muộn rồi. Muốn níu tay em lại đừng, còn tim anh đang bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi. Câu 3. Võ nữ ngân hà đến từ đâu? Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh hay là Đắk Lắk? Võ nữ ngân hà đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng quê hương của ngân hà lại là tỉnh Đắk Lắk các bạn nhé. Có bạn nào biết tỉnh Đắk Lắk là ở miền nào không nhỉ? Miền Trung, miền Tây hay là miền Nam? Hãy bình luận xuống phía dưới video cho chị biết bạn có phải là học sinh giỏi môn địa lý không nào. À, thì ra đây là đâu? Ngân Hà và Min Min, ai nhỏ tuổi hơn không nhỉ? Võ nữ Ngân Hà và Ngân Hà chùm đất Bắc có cùng tuổi, sinh năm 2003, còn Min Min thì sinh năm 2002 nhé. Phải nói là các bạn 2003 quá giỏi, chưa đầy 20 tuổi nhưng đã là những TikToker nổi tiếng và có thu nhập khủng mỗi tháng rồi. Bái phục nha mấy bà già. Thuộc cung Thiên Đình, còn Hoàng Tử Hoa thì thuộc cung Bạch Dương. Võ nữ ngân hà sinh ngày 28 tháng 9 thì tất nhiên là thuộc cung Thiên Đình với Thảo Ly của Gãy TV rồi các bạn nhỉ. Có bạn nào cũng thuộc cung Thiên Đình không? Like video điểm danh anh em cung Thiên Đình nhé. Nhất trong 12 cung hoàng đạo hay không? Thông minh nhất, xinh đẹp nhất hay là giàu có nhất? Thiên Đình là tuýp người hướng ngoại, có khả năng giao tiếp và ngoại giao rất tốt. Những người cung Thiên Đình thường rất khéo léo và họ còn được mệnh danh là cung hoàng đạo xinh đẹp nhất trong 12 chòm sao. Bạn có thấy đúng như vậy không nhỉ? Và theo bạn thì võ nữ ngân hà và mèo Simi ai xinh hơn nào? Bạn thấy ai xinh hơn?
hơn thì hãy comment xuống phía dưới video nhé. Sau đó chị sẽ tổng hợp tất cả những comment của các bạn để công bố kết quả vào video sau nha. Bạn đừng quên like video và subscribe kênh để nhận thông báo khi có video mới nè. Nếu bạn là fan của Gãy TV thì biết ngay đáp án là Thảo Ly đúng không nào? Hiện Võ Nữ Ngân Hà đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, và trước khi trở thành một TikToker nổi tiếng như bây giờ thì Võ Nữ Ngân Hà đã từng làm nghề gì để có thể vừa đi học vừa kiếm tiền bạn nhỉ? Câu 9. Võ Nữ Ngân Hà đã từng làm phục vụ bàn, người mẫu ảnh hay là bán vé số? Chọn đáp án là gì vậy nhỉ? Đáp án của chị là người mẫu ảnh nha. Ngân Hà sở hữu nét đẹp trong sáng đáng yêu với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt biết nói. Những bức ảnh được cô nàng đăng tải trên các trang mạng xã hội luôn đốn tim khán giả và thu về hàng nghìn lượt yêu thích cũng như là bình luận đấy. À, mà nãy giờ chúng mình vẫn chưa tìm hiểu về một thông tin hết sức quan trọng, đó là Võ Nữ Ngân Hà đã có người yêu hay chưa? Theo bạn thì là có rồi hay là chưa nhỉ? Trời, có đến 90% số bạn là fan của Ngân Hà không hề hay biết chị ấy đã có người yêu, thậm chí người yêu của Ngân Hà còn vô cùng đẹp trai nữa chứ. Bạn có tò mò không? Like video đi rồi chị nói cho biết nè. Câu 11, đố bạn đâu là người yêu của Võ Nữ Ngân Hà? Chỉ có bạn nào xem đến câu hỏi này thì mới được bật mí về người yêu của Võ Nữ Ngân Hà đấy nha. Ta-da! Và người yêu của Ngân Hà chính là Minh Quý nhé. Tên đầy đủ là Bùi Minh Quý. Hiện nay, kênh TikTok của anh mới có hơn 45.000 follower. Bạn nào u mê hai ông bà già thì nhớ vào follow TikTok của anh Quý nữa nhé. Câu 12, chị Ngân Hà và Đào Lê Phương Hoa, ai cao hơn nhỉ? Trời, bạn biết gì chưa? Võ Nữ Ngân Hà cao hơn cả Đào Lê Phương Hoa. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m7 luôn á. Quá trời quá đất rồi. Hơn tui tới 12cm lận. Ông trời thật là bất công mà. Nhạc 1. Nhạc 2. Nghe đọc đi gọi tên anh, tên anh. Hay là nhạc 3. Một cười son vẫn biết dặn người. Người ta luôn nghĩ em thành thơi. Quân thế này thì chỉ có thể là em chỉ có 10202. Like video nếu bạn đã trả lời đúng nhé. Nghe đọc đi gọi tên anh, tên anh. Em là tiếng thật lung lay trong anh. Siêu bạch lên đây lung lay lung lay. Anh chỉ có 10202. Võ Nữ Ngân Hà và Đình Trang Thảo, ai đu trên đỉnh hơn? Bạn thấy ai đu trên hay hơn?
Chứ anh em top top thì thấy Ngân Hà đu trên đỉnh hơn nhé. Hiện video Yêu Anh Từ Một Ánh Nhìn của võ nữ Ngân Hà đã có hơn 400.000 tim, còn hơn cả Thảo Ly, Thị Nhung, Quỳnh Moon của GTV luôn đó. Bốc bắt họ. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh giới thiệu. Bốc cái bạn 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dòng chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ hiệu. Hiểu ý anh nói không? Chen bốc bắt họ siêu hay mà lại chuẩn bị quay trở lại vào những ngày gần Tết rồi đấy. Bạn có thích Chen này hay không? Hãy cùng xem các idol nào đã đu Chen này nhé. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh giới thiệu. Bốc cái bạn 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dòng chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ hiệu. Hiểu ý anh nói không? 16. Ngân Hà là fan của Blackpink hay là BTS? Danh những bạn là fan của BTS giống võ nữ Ngân Hà bằng cách like video. Và nếu bạn muốn chị làm về BTS thì hãy bình luận xuống phía dưới video cho chị biết để chị làm video sớm nha. Còn bây giờ thì coi võ nữ Ngân Hà đu trend với các idol nè. Không phải YouTube, không phải Gen Z. Anh on top, em mà trên. Anh du lịch vừa trọng, người ta có thể. Big city, big city boy. Big city, big city boy. Big city, big city space.